47. Phim được thuyết minh bởi tvhs.org. Đã có tin gì chưa? Dò hỏi được rồi. Đại Dương treo thưởng, muốn bắt ngài. Bắt sống thì 1 triệu tiền, nếu chết thì 50 vạn. Đại Dương về nhanh như vậy sao? Vẫn đang trên đường. Con của ta đâu rồi? Đều đã bị bắt rồi. Triệu Kiệt không đưa bọn chúng đi sao? Triệu Kiệt cũng bị bắt rồi. Ta phải đi cứu con ta. Người của thành Hàng Dương đang lùng bắt ngài khắp nơi. Ngài cứu kiểu gì được chứ? Ta không quan tâm nhiều được nữa. Đại nhân, ngài tỉnh táo lên có được không? To gan, dám nói năng với bản hầu như vậy sao? Lão ái, người trưởng ngươi vẫn là Trường Tín Hầu sao? Bọn ta bất chấp tính mạng và tài sản theo ngươi khởi sự, ngờ đâu ngươi lại vô tích sự như thế này. Lão ái, ngày tháng tốt đẹp của ngươi kết thúc rồi. Trên trời đánh này, ta thấy người muốn 1 vạn tiền thưởng thì có. Phản đồ, ta giết chết ngươi. Đại nhân, đại nhân, ta phải giết ngươi. Đại nhân, chạy mau, truy binh tới rồi. Truy binh. Chạy mau, chạy mau, mau, mau. Nghịch tặc lao ái, còn không buông bỏ khí giới để chịu bắt, ta chết cũng không hàng. Lao ái, mau bỏ kiếm xuống. Bỏ ra, bỏ ta ra, buông ra, buông ra. Ta chưa thua, ta chưa thua, ta không đầu hàng.
Bái kiến đại vương. Chúc mừng đại vương thân chính. Bái kiến đại vương. Chúc mừng đại vương thân chính. Bái kiến đại vương. Chúc mừng đại vương thân chính. Đại vương vạn niên, đại tần vạn niên. Đại vương vạn niên, đại tần vạn niên. Đại vương vạn niên, đại tần vạn niên. Các công dân của đại tần ta, các người trừ giặc dẹp loạn, thủ quốc hộ đô, các người công lao to lớn, là các người bảo vệ cho đại tần, cũng là các người bảo vệ cho quả nhân. Kể từ nay, đại tần này sẽ do quả nhân cai trị, cuộc sống yên bình của các người sẽ do quả nhân bảo vệ cho các người. Quả nhân phải dẫn dắt tất cả mọi người, dẫn dắt đại tần hướng đông, hoàn thành di nguyện của tổ tiên, hướng đông hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ, có được không? Dạ được. Cùng huynh mặc chung áo bông gòn, vua sắp lấy mạng định của thiên tử mà giấy binh. Chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mô, để ta cùng huynh đi đánh kẻ thù chung. Há rằng huynh không có áo quần? Sẽ cùng huynh mặc chung chiếc áo nhỏ. Vua sắp lấy mạng lệnh của thiên tử mà giấy binh. Chúng ta cùng sửa soạn cây kích và cây mô, để cùng huynh đứng lên mà xông ra. Há rằng huynh không có áo quần? Con à, con tên là gì? Đông Nhi. Chúng ta phải đi rồi. Còn con? Phu nhân và công tử ở đâu? Con sẽ ở đó. Quả là tỷ là thám tử thái hậu an bài bên ta. Thế thì từ nay quả nhân phải đề phòng tỷ rồi. Còn lâu, ngài... Lúc nào tỷ cũng là tỷ tỷ của ta. Trước đây tỷ chăm sóc ta, sau này ta lớn, ta sẽ chăm sóc tỷ. Dù có gì phu nhân và chính di mất đi tính mạng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chính di, quốc phu nhân đến.
Có lời gì đợi quán lệ trở về rồi nói. Phạm Ô Kỳ đâu? Không rõ tung tích, có thể là sợ tội bỏ trốn rồi. Dù có đào ba tấc đất cũng phải bắt hắn về cho quả nhân. Dân mong đi. Đại Dương, người đó đâu? Dẫn giam trong nhà tù Hàm Dương, hai đứa nhỏ giam lỏng trong Cam Tuyền Cung, giao cho Lý Tư xử trí. Dân. Đi. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Lão Ái, nếu như ngươi đem chuyện giả làm thái giám trà trộn vào cung như thế nào, rồi làm thế nào câu kết với người khác, mưu phản, làm loạn, câu kết với những ai, khai hết ra, thì ta sẽ không làm khó ngươi. Trả lời câu hỏi của ta. Lão Ái, có những chuyện có thể ngươi không biết, ta có thể cho ngươi biết. Thái hậu bị giam lỏng trong Ung Thành, chỉ sợ kiếp này cũng khó trở về Hàm Dương. Cho nên ngươi đừng mong bà ta có thể cứu ngươi. Đồng đảng của ngươi là Doanh Ngu đã bị định tội chém ngang lưng, tương lai của ngươi có khi còn không bằng hắn. Dù sao sớm muộn gì cũng là chết, chỉ bằng trước khi chết nói hết mọi chuyện ra. Người bảo ta phải nói gì? Còn cả hai đứa con của ngươi nữa. Hai con của ta. Minh Nhi, Duệ Nhi, đứa bé đang ở bên ngoài. Người khai ra, ta sẽ cho ngươi gặp bọn chúng. Thật sao? Ta hứa. Vậy lúc trước là ai đưa ngươi đến bên Thái hậu? Là người đó. Là người đó. Là hắn đấy. Là hắn quy hiếp ta, khống chế ta. Là hắn. Đến bây giờ, đến bây giờ lại quỷ quại ta. Người đó rốt cuộc là ai?
Hắn là tướng bang, là Lã Bất Vi, là hắn, chính là hắn. Là hắn. Đại Lão Ái đã khai nhận toàn bộ rồi. Là tướng bang xúi dục hắn đóng giả quan quan vào cung, dẫn đến mưu phản, phản loạn. Danh sách tất cả những người liên quan đều đã ghi lại trong sổ. Mong đại dương chỉ rõ nên xử trí thế nào. Phạm là kẻ liên quan đến việc Lão Ái mưu phản, kẻ tội nhẹ phán phục dịch 3 năm, kẻ tội nặng lưu đày thuộc địa. Rõ. Tứ mã phanh thây Lão Ái. Rõ. Đại dương, tướng bang thì sao? Chờ thêm đã. Đại dương không nhân cơ hội này đợi. Dừng. Thúc phụ cứu con. Thúc phụ, người muốn tận tay giết chết con sao? Thúc phụ, con không muốn chết. Con không muốn chết. Đại dương tha mạng. Đại dương, đại dương tha mạng. Chúng cũng đối xử với người như vậy. Cứu con với. Thúc phụ. Hành hình. Lý Tư, là ngươi đã hại ta, là ngươi hại ta bị chém ngang eo. Ta không muốn chết. Giải nghịch tặc Lão Ái lên. Tứ mã phanh thây nghịch tặc. Tứ mã phanh thây nghịch tặc. Tứ mã phanh thây nghịch tặc. Là mơ à? Là mơ. Là mơ thôi. Hành hình. Phụ thân, gần đây đại thần dồn dập dân tấu, nói phụ thân thao túng triều chính, gây quả cho Tần Quốc. Còn muốn đại dương xử lý cả nhà họ Lã chúng ta. Mười mấy năm rồi, con công lao cũng đã qua rồi. Cứ để cho người đời sau nói đi.
những lời bàn tán trước mắt. Không phải sợ phụ thân, nhưng Tướng Bang, Yết Giả Mâu Nghị cầu kiến, mau mời vào. Phụ thân, Mâu Nghị là tâm phúc của đại dương, muộn như vậy rồi còn bái kiến e là không lành. Tham kiến Tướng Bang, công tử. Tiểu tướng quân làm yết giả của đại dương thích ứng được chưa? Tạ ơn Tướng Bang quan tâm. Đại dương trên tường thành cửa đông chờ Tướng Bang. Tại hạ cáo lui. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Đại dương, không ngủ được, nhớ đến trước khi kế vị. Đêm hôm đó cùng với trọng phụ ngắm trăng cảnh đêm của Hàm Dương, đột ngột mời trọng phụ đến đây. Vừa khéo đúng hôm trời đổ mưa lớn, đêm như đêm nào, đêm chưa sáng, ánh sáng cô liêu của cung đình. Quân tử dừng chân ở đây, tiếng chim loan vừa thảnh thót. Dù cho mưa to như vậy, trong thành Hàm Dương này vẫn đẹp đẽ, yên tĩnh như vậy. Nhưng con người thì không thể tham lam vẻ đẹp này, không thể bằng lòng với thực trạng, cũng không thể dừng lại, không bước tiếp. Thế gian có nhiều việc nói ra thì dễ, làm được mới khó. Quả nhân bây giờ khó cả đôi đường. Việc của Lão Ái, thần khó thoái thoát trách nhiệm. Đại dương vẫn chưa giáng tội thần, thần biết tội. Vàng ngọc đủ đầy, mấy ai giữ được? Phú quý mà kiêu, tự tiếc trách tội. Công thành thân thoái cũng là đạo trời. Nên đi rồi.
Thần đến Hàm Dương 20 năm lại bỏ qua mất cảnh đẹp của Hàm Dương. Dương Chiếu giết tặc bình loạn, chư thần ai cũng có công. Tiền Đình Quý, Quỳ Tráng, Sương Bình Quân, Mỹ Khải đều tăng hai cấp tước, làm tả hữu thừa tướng. Tạ Đại Dương. Tướng quân Dương Tiễn tăng hữu canh tước, ban cung tiễn. Tạ Đại Dương ban thưởng. Lý Chính, Dương Bôn, Mông Điềm thăng năm tước đại phu, đạp phó tướng quân. Tạ Đại Dương. Mông Nghị tăng ba cấp tước, nhậm chức trường sử, kiêm chức trung lang. Tạ Đại Dương, Dương Tuyền Quân Mỹ Thần, Xương Văn Quân Mỹ Điên, hai người thăng hai cấp tước. Tạ Đại Dương. Vệ Dương Quân quyết chiến nghịch tặc, công lao to lớn, thăng hai cấp tước, nhậm chức thái phó, kiêm quốc quý. Tạ Đại Dương. Doanh Kiệt thăng làm tả thứ trưởng tước, nhậm chức tư không, quản thủy lợi, việc xây doanh. Tạ Đại Dương. Vệ Văn Quân chiến đấu hy sinh, tổ chức tang lễ như chư hầu, vào tông miếu, đời sau mãi ghi danh. Lần này giết tặc bình loạn, người bị thương phát tiền dưỡng bệnh, người chết hậu táng. Những binh sĩ có công do hữu thừa tướng Mỹ Khải lên danh sách, theo luật ban thưởng. Tạ Đại Dương. Khách Khanh Lý Tư. Đại Dương, Khách Khanh nghĩ rằng là thăng quan hay phong tước? Đại Dương, thần không như Dương Tiễn tướng quân, có dũng khí không sợ chết cứu giá, không được như Vệ Dương quân có công trong quyết chiến nghịch tặc. Thế nên hôm nay Đại Dương trọng thưởng, thần chỉ có phần ngưỡng mộ. Có điều giờ đây nội loạn đã định, thần suy đi nghĩ lại, gần như cũng không tìm được cơ hội lập công rồi. Rõ. Mang lên đây.
tiên tổ tương công, lập quốc. Bắt đầu vì chư hầu, Mục Công chọn người tài có năng lực, mở mang đất đai ngàn dặm. Hiếu Công chăm lo diệt nước, trở thành cường quốc. Huệ Văn Dương khai quang đông xuất, chinh phạt giao chiến. Chiêu Tương Dương chinh phạt thiên hạ, khai sáng bá nghiệp. Tần Quốc hôm nay trọng tài quân thần ta, lại nên đi đâu về đâu. Chúng thần thề chết đi theo Đại Dương, bình định lục quốc, nhất thống thiên hạ. Bình định lục quốc, nhất thống thiên hạ. Bình định lục quốc, nhất thống thiên hạ. Tình hình Mông Vũ thế nào rồi? Từ sau khi Ly Sơn đại doanh xảy ra chuyện, gia phụ nội tâm bị cắn rứt, cảm thấy phụ lòng Đại Dương, luôn ở trong phủ chịu tội. Truyền khẩu chiếu của quả nhân, lệnh tướng quân Mông Vũ lập tức trở về Ly Sơn đại doanh thao luyện quân lính. Rõ. Lần này ngươi đi cùng phụ thân ngươi rèn luyện trong quân thật tốt, ngày sau lập công cho quả nhân và đại thần ta. Thân nhất định sẽ lập công vì đại thần. Tù nhân kia ở đó làm gì? Thần không biết. Đến xem đi. Dật. Đại nhân, ngươi đây làm gì? Địch tặc Lao Ái vì gây tổn thất nghiêm trọng, khiến cho cung này khó mà thu dọn, đặc biệt là vết máu khó mà rửa sạch. Vết máu đã thấm vào khe đá, nhìn như rửa sạch, nhưng nước vừa khô, vết máu lại xuất hiện. Thế nên tiểu nhân ở đây dọn dẹp thềm đá. Ngươi tên gì? Tiểu nhân tên Triệu Cao. Mỗi ngày ngươi đều ở đây cọ rửa à? Dân, làm đi. Đại Dương, điều tra người này cẩn thận. Quả nhân đang thiếu một người cận thị. Dân. Đại Dương, trung tướng đã đến rồi. Giờ đây ưu thế của đại tần ta đã không nói một lời nào để hỏi, do đó làm thế nào để đem ưu thế chuyển thành thắng thế thì hôm nay cần thương nghị cùng với chư vị. Mời Đại Dương hạ lệnh, thần nhất định sẽ lấy đất bắt vua dâng cho Đại Dương. Tướng quân chí lớn, lục quốc tuy yếu nhưng tuyệt đối không phải ngồi chờ chết. Ở giới hạn sống còn, ắt hẳn sẽ phản công điên cuồng. Mà đại tần ta là một khai quang đông xuất, cũng sẽ gặp phải nhiều biến số, phải càng thận trọng, tuyệt đối không thể khinh địch. Thần cho rằng dục vọng chiếm đoạt lục quốc phải diệt tam phổ trước, hàng ngụy không đáng để nhắc đến. Chỉ riêng binh mã Triệu Quốc có thể chống lại binh sĩ đại tần ta. Đại Dương, thần xin lệnh dẫn binh diệt Triệu, cố gắng lấy đất bắt vua dâng lên cho Đại Dương.
Đại Dương, thần cho rằng không được. Triệu Quốc tuy đứng đầu kình địch của Đại Tần ta, nhưng tính toán tỉ mỉ trận chiến tung hoành của Tần và Lục Quốc, kẻ hãm chân Tần Quốc nhất thực ra là Hàn Quốc. Hàn Quốc ư? Hàn Quốc tuy mạnh nhưng lại là lân cận Tần. Nếu diệt Triệu trước Đại Tần, hẳn sẽ cố gắng hết sức. Lúc này nếu Hàn Quốc đột nhiên tập kích, sẽ khiến Đại Tần ta bị vây tứ phía. Như vậy không chỉ không diệt được Triệu Quốc, ngược lại còn bị trả thù. Ý của khách khanh, diệt Hàn trước. Diệt Hàn trước, trừ mối quả chính. Hơn nữa, vị trí Hàn Quốc nằm giữa Cửu Châu. Nếu thật sự diệt Hàn, mối quả chính này sẽ trở thành con đường chính để Đại Tần ta đánh năm nước còn lại. Như vậy dục vọng tiêu diệt Lục Quốc sẽ thêm một tầng thắng lợi. Cấp báo, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Đại Dương, Đông Quận Quận Phủ gửi cấp báo, Sơn Đông Lục Quốc lại có hiện tượng liên hợp. Tự mình dâng đến cửa. Nước nào đứng đâu? Đông Quận Quận Phủ vẫn chưa tra rõ. Bảo hắn mau chóng tra ra. Dân Phong thưởng bất công, vị Dương Quân, người phải làm chủ thay cho bọn ta. Đúng vậy, phong thưởng bất công, vị Dương Quân, làm chủ thay cho bọn ta. Máu của người trong thất không thể đổ một cách uổng phí. Không thể đổ uổng phí được. Lão Tần không thể chết uổng phí. Đúng, không thể uổng phí. Chứ gì? Thúc phụ, không phải người thật sự làm phái phó gì đó chứ? Doanh Kiệt, tiểu tử vô lễ. Thúc phụ, đây là lúc nào rồi? Tông thất đóng giữ Hàm Dương hơn nghìn người, 10 người chết thì có 7-8. Lần này thì hay ho rồi. Để hai kẻ bên ngoài làm thừa tướng, còn phong cho người làm thái phó, hủ danh vô thực. Kẻ họ Mị, nhà họ Mông, kẻ nào cũng có thực quyền. Để ta đi quản thủy lợi gì đó, đó là công việc tông thất nên làm hay sao? Đúng rồi, còn ra thể thống gì nữa chứ? Đúng vậy, ta tuy không ở Hàm Dương nhưng quyết chiến với Lao Ái ở Ung Thành, bọn ta cũng đã làm rất tốt, chuẩn bị liền chết hộ giá. Dựa vào đâu không phong thưởng cho bọn ta? Dựa vào đâu chứ? Sao lại không phong thưởng cho bọn ta? Đúng vậy, lão đại nhà ta Tuẩn Quốc, lẽ nào không nên đem tiếp chỉ phong cho lão nhị hay sao? Đúng rồi, tại sao lại không phong cho hắn? Vị Dương Quân, Đại Dương thế vị chân chính, người trong thất bỏ ra không ít sức lực, chảy bao nhiêu máu, bây giờ thêm vài quan tước, điều này chẳng lẽ còn quá đáng không? Điều này quá đáng sao? Vị Dương Quân, ngài phải làm chủ thay cho họ, thay bọn ta chủ trì công đạo. Được, ngày mai vào cung gặp vua, sẽ đem thỉnh cầu của chư vị nói với Đại Dương. Được, như vậy Đại Dương hẳn sẽ phong thưởng cho tông thất chúng ta. Tốt lắm. Đại Dương, Lục Quốc có tin tức gì không? Đại Dương thân chính, Sở Dương mới lập, Lục Quốc cử đi Hàm Dương và xính đô chúc mừng. Thần cho rằng bên trong hẳn có văn chương. Đến Hàm Dương là thăm dò thực hư của ta, đến xính đô là lại có ý định liên hợp.
Chiến lược diệt quốc vẫn chưa nghị định, bọn họ ngược lại không kiềm chết nổi rồi. Đại dương, thần bằng lòng đi thăm dò. Không cần. Trước mắt quan trọng nhất là mau chóng tạo ra sách lược diệt quốc. Lục quốc liên hợp, bằng mặt không bằng lòng, mỗi kẻ một ý, dễ bị phá hỏng. Dân, thần cho rằng phái người đến sở dò thám. Để quả nhân suy nghĩ. Đại dương, vị dân quân xin cầu kiến, đã ở ngoài điện chờ lâu. Đại dương đến. Bá phụ đợi lâu rồi. Bái kiến đại dương. Bá phụ hôm nay đến tìm quả nhân có việc gì? tv2s.org. Doanh hề lần này đến có một thỉnh cầu, xin bá phụ nói đi. Vì văn quân vì bảo vệ xã tắc họ Doanh, lấy thân tuẫn quốc, gần nghìn tử đệ họ Doanh, vì bình phản loạn, máu nhuốm đỏ Hàm Dương, vì đại tần, người tông thất đồng lòng. Thần khẩn cầu đại dương đề bạc tông thất, với tư cách đại dương đại nghiệp nhất thống thiên hạ, không biết bá phụ còn muốn quả nhân đề bạc như thế nào. Chương 9.